Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khiêu chiến của bảng A và bảng D. Let's get it! Bây giờ đây chúng ta sẽ đến với thí sinh cao điểm nhất. Nào xin mời Woody, 60 triệu đồng. Âm thanh này xuất phát từ Hải Phạm Woody nghe mà khen. Chú có biết anh em tôi phải thích nghi với lời khen, không có thời gian cho lời chê và ghét. Có thể là tôi đúng, cũng có thể các bạn sai. Nhạc hay không nhớ đến tuổi tác, đọ với tôi một verse để xem ai mới là thầy ai. Chưa bao giờ xuống trình trường án một ai, tôi lại kéo ra thời thế cho lúc các bạn tồn tại. Có người bảo tôi mất chất giờ nhạc skirt skirt, tôi vào ngày chờ xem có bao nhiêu lời đồn đại. Đi show live nhạc kiếm tiền, tất cả ok chỉ trong một cuộc thoại. Bởi vì đây là word nào tất game này dễ. Và đây là con quái nhân, thì anh em tôi hợp lại. Đó là Woody, Woody sẽ chọn ai nào? Phật. Yes, xin mời Phật. Này em, let's go. À, đây là team D. Và khi mà nghe team A rap, tôi chỉ nghe tiếng bla bla bla. Ha, tôi vào đây khi mà punchline thì đơn giản team D sẽ kêu Yeah. Và bây giờ tôi nói thẳng là team A không thể nào thắng team D nha nha nha. À, thì lý do chỉ đơn giản là team A sẽ rap theo kiểu à, vừa rồi đạt Milan Maniac mới bảo tôi là phản ơi em vào trận thôi, cũng như cái cách mà anh LK bảo anh đạt Maniac ấy, em ơi rap chậm thôi. Một anh chàng rất nặng ký trong ngày hôm nay. Xin mời Viso với số like đó là 52, tương đương với 52 triệu đồng. Yo, để tôi nói cho các bạn về những thứ mà cảm thấy về những thứ ngày hôm đó như vài dòng. Rap thêm một xíu về những thứ ngày hôm đó với các bạn đã được có thêm vài đồng. Chưa thể nào thấy được hết tất cả những thứ mình đã rap trên sân khấu và hay là mai. Chưa thể quên được hết tất cả những thứ mình đã nói về khoảng thời gian nào đó. Ok, đầy tay. Ai, không quan tâm ngày mai. Ok, đem thâu này đi và like right time. One NG. Nói về thế nào, tất cả mọi thứ mà tôi đã viết, thời gian và thời gian, những thứ mà tôi quả quyết. Ok, tất cả mọi thứ năm nay tôi phát ra như là radar. Đây là trái đất vì thắng tồn tại ở NASA. Yeah. Wow. Yeah. Đó là Viso. Yo, mình xin mời 1NG là người sẽ đấu với mình nha. Yes, xin mời 1NG. Thôi thì người ta nói trận này cân, nhưng mà em nghĩ chỉ là cùng hoãn cân thôi. Em là người không thích nói nhiều. Hẹn gặp anh trên sàn đấu. Yeah. Chúng ta sẽ đến với ICD với số lại 50. Xin mời ICD. Ok. Biết chỉ tay vào đâu đây? Thôi thì chắc là low key. Yeah. Let's get it boy. Nếu em muốn trở thành một kẻ thất bại thì bảng A chính là địa chỉ uy tín. Ok. Ê, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Nếu anh chiến thắng thì anh sẽ viết tên của mình lên cái áo trống. Và bảng D ấy, thì cẩn thận bị rơi vào cái trường hợp lyric sáo rỗng. Ok. Rap theo kiểu này á, đọc flow từ từ thôi. Anh đừng có rap nhiều chữ quá, làm vậy em cảm giác không thể nào buông tha. Cái bảng điểm học đại học của em giống như cái tên của team anh vậy. Full A. Thứ hai á, là mình đừng có nói em là em rap sáo rỗng. Cho anh cái vần nè. Con người cũng chỉ là một bộ máy sinh học và kiểu gì trong lớp biểu bì cũng là một trái tim ngọc ngà. Yeah. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với chị cả với số like đó là 50, tương đương với 50 triệu đồng. Xin mời chị cả. Đối với người được điểm cao thì đó cũng là một lợi thế không nhỏ, nhưng mà đó cũng đồng thời là một áp lực, bởi vì đến vòng thi này thì ai cũng là một đối thủ cực kỳ mạnh, không thể không thiếu những điều bất ngờ. Yo, mình sẽ thách đấu với CJ. CJ, let's go. Nhìn giống nhau á. Ok. Chị cả và CJ, nào, come on, let's get it. Yo. Bên B là ao, bên A là sông, bên A là chúa Sơn Lâm, bên B sư tử Hà Đông. CJ ơi, em muốn có quà không? Hình như là em không tắm, nên người em đen, em không hay dùng xà bông. Ây, sao em trông giống tặc răng? Thôi kệ em, anh không nói em nữa. Anh sẽ đi bộ lên mặt trăng giống như Michael Jackson. Anh ăn nhiều, anh lớn lên như thánh gióng. Em ra biển, em bị sóng đánh một cách thật chóng vánh, tạo ra một cái gì đó vàng óng ánh. Nào, CJ.
Ê, có con giải bự bự bỏ qua cái sự kệ. Cái này là tự sự cộng thêm cả tự vệ. Vẫn cứ freestyle và đem theo cả flow. Dù kể cả khi nhanh hay là khi dễ dàng. Như là gã mèo đen from the wild in town. Cho chỉ cả ngày hôm nay sẽ phải đi về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh nặng ký tiếp theo. Xin mời Robby với số like 46, tương đương với 46 triệu đồng. Mời Hoàng Nhật đi. Yeah. Đứng trước anh thì anh thấy là em như một con kiến, còn anh như là một kim tự tháp. Anh thấy hôm nay em đến đây là cũng có vinh dự rap, anh sẽ cho em một vinh dự khác. Cái cách mà em rap cũng có vẻ là nhanh, giống anh Đạt, nhưng mà chưa thuộc lyric là không được rồi. Học thuộc lyric chắc vào, không là đang rap mà là thành tự sát đấy. Tốt gỗ đấy thì không bằng tốt nước sơn. Em thấy là anh Đạt rap nhanh, nhưng mà đội em rap nhanh tốt hơn. Vậy thôi ạ. Ok, yeah. Nhật Hoàng, thí sinh có thể cân hết mọi thể loại. Nhật Hoàng, thí sinh yêu thích của ban giám khảo, không thể loại. Yeah, Robby khi mà viết nhạc em nghĩ cũng là cỡ thường. Em nghĩ anh nên quay về với freestyle, lấy nó làm sở trường. Yeah, đừng nghĩ ván bài này anh chọn em sẽ được lãi to. Đường về Hà Nội của anh đã được em rải hoa. Yeah, thôi anh về nhà đi, nghe em làm thơ nè. Bạn Nga nghỉ thi hết đi, đến nỗi anh yêu cây còn muốn được em add Facebook cơ mà. Khoan. Bạn lại sửa anh nha. Anh không muốn nói ra chuyện này vì người ta sẽ nghĩ là anh đang đuổi. Thực ra anh ok ấy, là có một cái thói quen hay add Facebook của các thí sinh khác. Bởi vì khi mà họ thua thì anh còn an ủi. Ok, và hai anh chàng của chúng ta một tràng pháo tay to đâu.